lão này coi người chủ món trà đá mũ trơm nhãn dục lắm. Trời nóng uống là hết sảy con bà bảy luôn. Em chào anh chị, em là Hạt É. Ủa, ai đây? Vừa nhỏ vừa đen thui thế này. Nhưng mà em... Ôi, trời ơi, thời tiết gì mà nó nóng nực. Bây giờ mà có một cái ly nước giải khát uống vô một cái là nó giải nhiệt luôn, đã lắm luôn á. Ngọc Lan đã thử món trà đá mũ trơm, nhãn nhục và Hạt É chưa? Đốc tôi khỏe nói, Ngọc Lan mới sực nhớ, ở nhà là còn đầy đủ nguyên liệu luôn. À, hay là bây giờ Ngọc Lan sẽ trổ tài làm thử cho đốc tôi khỏe uống nha. Ôi, được vậy thì còn gì bằng. Đốc tôi khỏe sẽ phụ Ngọc Lan một tay luôn. Ok, vậy thì chờ Ngọc Lan đi vô lấy nguyên liệu nha. Trời ơi, chói rồi, tìm quá trời tìm luôn. Mà cái gì cũng có, chỉ có hộp É là không có thôi. Không biết đâu mất tiêu rồi ta. Ủa, hai bạn mũ trơm và nhãn nhục có thấy Hạt É đâu không nè? Con không có đuổi bạn ấy đi nha. Tại Hạt É tự bỏ đi chứ bộ. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Hai đứa kể rõ ra cho chị Ngọc Lan với đốc tôi khỏe nghe nào. Dạ, tại tụi con thấy Hạt É nhỏ xíu mà còn đen thui nữa, nên là chỉ muốn chọc ghẹo em ấy xíu thôi mà. Hai con thật là, bây giờ chúng ta phải tìm Hạt É trước đã. Ôi, Hạt É ơi, may quá tìm ra con rồi. Nè con đừng có buồn nữa. Nãy giờ là Ngọc Lan với Dr. Khỏe đã nghe hết mọi chuyện rồi. Đúng là anh mũ trơm với lại chị nhãn nhục là không nên nói những cái điều đó với con. Nhưng mà các anh chị nói cũng đúng. Con vừa nhỏ vừa đen nữa, lại chả có công dụng gì hết trơn. Con tuy nhỏ mà có vỏ đó. Hạt É nhỏ mà có vỏ. Trong 100g hạt É có chứa lượng calo có 473 calo, chất đạm 20g, chất béo 25g, chất bột đường 42g, chất xơ 40,5g. Hạt É nhỏ xíu mà chứa nhiều chất ghê. Mà đốc tôi khỏe ơi, chất xơ này có tác dụng gì vậy? Trong hạt É chứa nhiều chất xơ hòa tan và eugenol. Do đó, ăn hạt É hàng ngày giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Hình như là Ngọc Lan còn nghe nói hạt É là giúp cho giảm mỡ máu nữa. Đúng không tốt cho khỏe? Khi chúng ta dùng hạt É, cơ thể sẽ tự động cần hấp thu nhiều nước hơn. Từ đó, giúp tiêu hóa dễ dàng. Các yếu tố dư thừa, độc hại cũng mau chóng bị đẩy ra khỏi cơ thể. Từ đó mà giúp mỡ máu của chúng ta được ổn định ở mức an toàn. Nhờ có đất tơ khỏe con mới biết giá trị không hề nhỏ của mình nè. À, hạt É là có tác dụng bảo vệ tim mạch, giảm mỡ máu. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng hạt É như thế nào vậy đất tơ khỏe? Hãy cho 1 hoặc 2 thìa hạt É từ 5 đến 10 gram vào một bát nước ấm và đợi khoảng 15 phút để hạt nở ra và hỗn hợp chuyển thành dạng đặc, hay còn gọi là gel, có màu xám. Như vậy có thể dùng được rồi đó. Thôi, đơn giản như vậy thì chắc chắn là Ngọc Lan sẽ dùng mỗi ngày luôn. Ủa, nhưng mà khi mình dùng hạt É thì mình có cần lưu ý điều gì không? Tốt nhất nên uống từ 5 đến 10 gram một ngày thôi. Hàm lượng chất xơ trong hạt É có thể gây nên hiện tượng chướng bụng. À, vậy thì bây giờ Dr. Khỏe hãy lưu ý với lại Ngọc Lan cũng như là tất cả mọi người được biết rằng là đối tượng nào thì không nên dùng hạt É. Chúng ta nên hạn chế cho trẻ em dùng hạt É, phụ nữ mang thai, cho con bú và những người mắc bệnh về máu hoặc đang chuẩn bị phẫu thuật. Xin lỗi em hạt É nha. Em tha thứ cho hai anh chị nha. Dạ không sao, chúng ta sẽ hòa thuận với nhau tạo nên những ly nước giải khát thơm ngon anh chị nha. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Bây giờ thì Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Chào và hẹn gặp lại nha.